Thảo rất vui rất được gặp lại các bạn trong series Vũ trụ bài VFX. Một kỷ nguyên mới của thiên văn học đã bắt đầu khi mà thế giới đã có những cái nhìn đầu tiên về năng lực thực sự của siêu kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. Trong một sự kiện của Nhà Trắng vào thứ Hai ngày 11 tháng 7 vừa rồi, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hình ảnh của cụm thiên hà SMACS-0723, còn gọi là vùng sâu đầu tiên của Webb, Webb's First Deep Field. Đây không chỉ là hình ảnh đủ màu đầu tiên được gửi về từ siêu kính thiên văn James Webb, nó còn là hình ảnh sâu nhất và sắc nét nhất về vũ trụ từ trước đến nay. Bức ảnh vùng sâu James Webb bao phủ một vùng trời có kích thước xấp xỉ một hạt cát ở khoảng cách một sải tay, tức là chỉ là một chấm nhỏ của vũ trụ bao la. Tuy vậy, nó cho thấy một khả năng bá đạo của trí tuệ con người, cũng như tiềm năng to lớn của nền văn minh nhân loại khi mà chúng ta bắt tay nhau về một mục đích lớn lao nào đó. Và thật là thuận tiện khi mà trước James Webb, kính thiên văn Hubble cũng từng chụp ảnh trong thiên hà SMACS-0723. Chúng ta hãy cùng nhau làm một so sánh nhanh để xem rốt cuộc thì kính thiên văn James Webb có phải là thứ gì đó đáng đồng tiền bát gạo, tất nhiên là của người Mỹ, và có xứng đáng với những lời lẽ đao to búa lớn ở bên trên không nhá. Bạn đang nhìn thấy SMACS-0723 chụp bởi kính Hubble. Độ chi tiết của bức ảnh có thể nói là tương đối ấn tượng, nhất là khi tròm thiên hà này cách chúng ta khoảng 5,12 tỷ năm ánh sáng. Một cách rất trực quan, ta có thể đếm được hàng trăm thiên hà, mỗi thiên hà tương ứng với một đốm sáng. Vì vậy, so với bức ảnh được chụp bởi kính James Webb, sự khác biệt có thể nói không ngoa là một trời một vực. Bức ảnh mới có độ chi tiết đáng kinh ngạc. Nó thể hiện một cách sắc nét vô số các chùm sao, các thiên hà và các chi tiết khuếch tán vốn quá mờ để có thể được quan sát bởi kính Hubble. Mọi tiêu chí trong bức ảnh chụp bởi kính James Webb, từ độ phân giải, độ chi tiết, độ sâu và độ sắc nét đều vượt trội hoàn toàn so với bức ảnh chụp bởi lão tướng Hubble. Và SMACS-0723 chỉ là một trong số 4 hình ảnh chụp bởi kính thiên văn James Webb được NASA công bố vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. 3 bức ảnh còn lại bao gồm ảnh chụp tinh vân Carina, nhóm thiên hà Stephen's Quintet và tinh vân nhẫn NGC-3132. Ngoài ra thì NASA cũng công bố các phân tích quang phổ của kính James Webb về hành tinh khí WASP-96b. Còn mà trước khi đi sâu vào phân tích những hình ảnh và dữ liệu gây sốt cộng đồng thiên văn mấy ngày qua, hãy cùng tìm hiểu một chút về tác giả, siêu kính thiên văn vũ trụ James Webb. Đầu tiên, vì sao lại gọi là siêu kính thiên văn James Webb? Lý do thứ nhất, kính James Webb có tổng kinh phí sản xuất, chế tạo, chưa bao gồm kinh phí phóng vào quỹ đạo lên tới 10 tỷ đô vào thời điểm năm 2016, tương đương với 12,3 tỷ đô vào năm 2022 sau khi điều chỉnh lạm phát. Sản phẩm của một dự án hơn chục tỷ đô mà không thêm một chữ siêu vào đằng trước ấy, thì quả thực là đáng bị đấm cho vả nhát. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Lý do thứ hai, năng lực của kính James Webb so với kính Hubble, một siêu phẩm thế kỷ 20 mà nói, thực sự là rất đáng kinh ngạc. Chi tiết sẽ được chúng tớ trình bày ở phần sau của video. Về cơ bản thì James Webb là một kính viễn vọng không gian, nghĩa là nó là một công cụ dùng để quan sát các vật thể ở xa và rất xa trái đất, được đặt trong không gian, giống như kính viễn vọng không gian Hubble. Tuy nhiên, khác với Hubble, nó lại không bay quanh trái đất. Kể từ năm 1990 đến nay, kính Hubble bay quanh trái đất ở độ cao khoảng 540 km, tức là cao hơn khoảng 120 km so với trạm vũ trụ quốc tế. Thay vào đó, kính James Webb hiện đang quay quanh mặt trời ở gần điểm L2, cách trái đất khoảng 1,5 triệu km. Một cách chính xác thì nó đang quay quanh điểm L2, cách trái đất khoảng 1,5 triệu km. Ông đang nói cái quái gì thế? Tôi nghe mà lùng bùng hết cả cái lỗ tai. Điểm L2, tên đầy đủ là điểm Lagrange thứ 2, là một trong 5 điểm Lagrange nằm giữa trái đất và mặt trời. Một cách đơn giản và dễ hiểu thì điểm Lagrange là các vị trí trong không gian mà khi bạn đặt các vật thể vào đó thì chúng có xu hướng đứng yên. Cụ thể hơn, trong một hệ gồm hai thiên thể lớn như là mặt trời và trái đất, hay là trái đất với mặt trăng ấy, thì tồn tại vô số các điểm mà tại đó lực hấp dẫn của hai thiên thể là không cân bằng. Và nếu như bạn ném một vật có khối lượng nhỏ hoặc là rất nhỏ, như là một kính thiên văn vũ trụ hay là một vệ tinh nhân tạo vào điểm này,
quỹ đạo của nó sẽ bị tác động một cách mạnh mẽ bởi sự không cân bằng đó. Nhất là các vật thể nhỏ sẽ cần phải sử dụng động cơ đẩy để nắn chỉnh quỹ đạo của chúng một cách định kỳ. Điểm Lagrange là các vị trí mà tại đó lực hấp dẫn của hai thiên thể lớn cân bằng với nhau. Sự cân bằng này khiến các vật thể có khối lượng nhỏ khi được đặt vào điểm Lagrange sẽ gần như đứng yên ở một vị trí cố định so với trái đất và mặt trời. Chúng không bị lực hấp dẫn hút về phía mặt trời hay là trái đất, nghĩa là chúng cần rất ít năng lượng để hiệu chỉnh quỹ đạo. Ê ông, nếu các điểm Lagrange thơm như là ông nói, tại sao người ta lại không phóng hết các vệ tinh vào các điểm này? Bởi vì các điểm Lagrange không sẵn có và cũng không nằm ở các vị trí thuận lợi như là mong muốn của con người. Trong một mặt phẳng quỹ đạo của hai thiên thể lớn tồn tại 5 điểm Lagrange, lần lượt từ điểm Lagrange thứ nhất đến thứ 5, gọi tắt là L1 đến L5. Trong số này, L1, L2, L3 nằm trên đường thẳng đi qua tâm của hai thiên thể lớn. L4, L5 là đỉnh của hai tam giác đều, hình thành cùng với tâm của hai thiên thể lớn. Trong số 5 điểm Lagrange của trái đất và mặt trời thì L1, L2 và L3 là 3 điểm kém ổn định hơn so với L4, L5. Tuy vậy, L3, L4 và L5 nằm quá xa trái đất, khoảng cách lên tới 150 triệu km đối với L4, L5 và tới 300 triệu km đối với L3. L1 thì thuận tiện cho việc quan sát mặt trời và hiện đang là nơi cư ngụ của vệ tinh quan sát mặt trời và Nhật Quyển, gọi tắt là SOHO. L2 nằm vừa đủ gần trái đất để thuận tiện cho việc liên lạc và trao đổi dữ liệu cũng như nhận được đủ quang năng từ mặt trời, lại vừa đủ xa để thuận tiện cho việc quan sát vũ trụ của kính James Webb. Cụ thể hơn, khác với camera trên chiếc điện thoại của bạn, hoạt động dựa trên ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kính James Webb quan sát vũ trụ chủ yếu thông qua ánh sáng hồng ngoại. Kính James Webb thu thập sóng ánh sáng có bước sóng từ 0,6 micromet, tương đương với ánh sáng màu vàng cam, đến 28,3 micromet, tức là tương đương với ánh sáng hồng ngoại bước sóng trung bình. Ánh sáng hồng ngoại là ánh sáng có bước sóng lớn hơn ánh sáng đỏ, tức là nằm bên ngoài ánh sáng đỏ trong phổ điện từ. Đó là lý do người ta gọi nó là ánh sáng hồng ngoại, dù đúng ra phải gọi là đỏ ngoại. Bạn không thể nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại, tuy nhiên ta có thể cảm nhận được ánh sáng hồng ngoại dưới dạng bức xạ nhiệt. Hơi nóng từ một cốc nước sôi, một chiếc bếp, một thanh sắt nóng đỏ hay gần gũi nhất chính là sức nóng của ánh sáng mặt trời. Tất cả chúng chính là nhiệt lượng được tạo ra bởi bức xạ hồng ngoại. Kính James Webb quan sát vũ trụ bằng cách thu thập các tín hiệu hồng ngoại yếu ớt phát ra từ các vật thể cách trái đất từ hàng triệu đến hàng tỷ năm ánh sáng. Do đó, nó buộc phải được che chắn khỏi các nguồn sáng và nóng phát ra tín hiệu hồng ngoại cường độ cao ở gần. Đó là mặt trời, trái đất, mặt trăng và ngay cả bản thân chiếc kính nữa. Và cách tốt nhất để làm điều đó, bên cạnh việc trang bị một tấm chống nắng siêu to khổng lồ, chính là đặt tất cả các nguồn phát ra ánh sáng về cùng một phía. Và vị trí L2 là lý tưởng để làm điều đó. Nói thêm một chút về tấm chống nắng của kính James Webb. Nó có kích thước là 21 x 14 m, tức là gần bằng một sân tennis và là quá to để có thể nhét vào bất cứ tên lửa đẩy nào sẵn có. Do đó, nó buộc phải được gấp lại và căng ra sau khi phóng. Với 5 lớp phủ, tấm chống nắng của kính James Webb mang lại năng lực chống nắng tương đương với 1 triệu SPF. Để cho bạn dễ hình dung thì kem chống nắng của chị em thường có chỉ số SPF từ 15 đến 100. Về năng lực quan sát vũ trụ của kính James Webb, kính thiên văn chính của James Webb có đường kính 6,5 m, của Hubble chỉ là 2,4 m. Tiêu cự là 131,4 m so với 57,6 m của Hubble và diện tích thu thập ánh sáng lên tới 25,4 m2, gấp 6 lần kính Hubble. Và nếu như bạn đang cần một ví dụ dễ hiểu hơn về tương quan sức mạnh giữa hai siêu kính thiên văn Hubble và James Webb, thì đối với những bức ảnh vùng sâu, Deep Field Image, Hubble cần thời gian phơi sáng từ vài ngày cho đến vài tuần. Trong khi đó, James Webb chỉ mất vỏn vẹn 12,5 giờ để chụp bức ảnh với chất lượng tuyệt hảo mà các bạn đang được chiêm ngưỡng. Nice. Quay trở lại với những bức ảnh mới nhất được gửi về từ kính thiên văn vũ trụ James Webb. Tinh vân Carina nằm cách trái đất 7.200 năm ánh sáng là một trong những đối tượng nghiên cứu yêu thích của kính Hubble. Bức ảnh bạn đang nhìn thấy nằm trong dự án di sản Hubble,
được công bố vào năm 2008. Nó cho thấy một góc của tinh vân Carina, một trong những cái nôi hình thành sao trong vũ trụ. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về tinh vân trong video số 140 của VFX, đoạn từ 7 phút 47 giây. Nhìn từ xa, tinh vân Carina trông giống như là một bức tranh theo trường phái ấn tượng, với những ngọn đồi, những thung lũng và đỉnh núi rải rác từ trái sang phải, được điểm xuyết bởi những ngôi sao lấp lánh. Nó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, so với những gì được chụp bởi James Webb, thì tác phẩm của Hubble lại chỉ xứng đáng nhận điểm trung bình. Vô số những ngôi sao bị che phủ bởi bụi và khí ga trong bức ảnh của Hubble được thể hiện một cách rõ nét và chi tiết. Nếu như bức ảnh của năm 2008 trông khá là phẳng và 2D, thì tấm hình được công bố vào ngày 12 tháng 7 vừa rồi trông cực kỳ có chiều sâu. Tinh vân Carina được tái hiện chân thực và ấn tượng đến nỗi các nhà khoa học NASA, những người mà chắc là cũng không giỏi vằn trò lắm, đã bối rối và không biết bắt đầu từ đâu khi mô tả về bức ảnh này trong buổi họp báo. Tương tự như vậy, hình ảnh của nhóm năm thiên hà với tên gọi là Stephen's Quintet và tinh vân nhẫn LGC-3132 được chụp bởi kính James Webb đều là những sự lột xác đến độ thoát xác so với phiên bản được chụp bởi kính Hubble. Chúng tớ sẽ nói kỹ hơn về các đối tượng này trong một video khác. Về phân tích quang phổ của kính James Webb đối với hành tinh khí VKASP-96B, nếu như bạn là một V-Factor cứng cựa, có lẽ bạn còn nhớ đoạn này trong video vũ trụ số 66. Ảo diệu hơn, ta còn có thể nghiên cứu cả về khí quyển của ngoại hành tinh trong quá trình quá cảnh, dĩ nhiên là nếu nó có một bầu khí quyển. Cụ thể, một lượng nhỏ ánh sáng của ngôi sao sẽ xuyên qua khí quyển của hành tinh đó trong lúc nó quá cảnh, gây ra một sự tán sắc. Tán sắc ánh sáng là hiện tượng mà một chùm tia sáng trắng phát ra bởi một ngôi sao hoặc một nguồn sáng bị phân tách thành nhiều tia sáng với các màu sắc khác nhau. Dựa trên mức độ tán sắc cụ thể, các nhà khoa học có thể suy luận ra được thành phần của khí quyển. Bằng phương pháp này, kính James Webb đã xác định được một số thành phần trong khí quyển của VKASP-96B, ngoại hành tinh cách chúng ta khoảng 1.150 năm ánh sáng. Và xúc động làm sao khi mà một trong những thành phần đó là hơi nước? Dù rằng trong hai thập kỷ qua, kính Hubble đã phân tích bầu khí quyển của rất nhiều ngoại hành tinh và cũng đã từng phát hiện ra dấu vết của nước từ năm 2013. Tuy nhiên, các nhà khoa học NASA tin rằng năng lực quan sát mạnh mẽ, chi tiết và tức thời của James Webb sẽ là một bước nhảy vọt trong sứ mệnh tìm kiếm các hành tinh tồn tại sự sống bên ngoài trái đất. Một trong những cơ sở cho niềm tin này đó là James Webb đã tìm ra một số bằng chứng về sự tồn tại của những đám mây và sương mù trong khí quyển của VKASP-96B, điều mà những quan sát trước đây của Hubble đã không nhìn thấy. Các bạn vừa xem xong phần 72 của series Vũ trụ bài VFX, tất nhiên được thực hiện bởi VFX. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn đã cảm thấy wow chưa? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để không bỏ qua những content vũ trụ cực cuốn từ VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!